như vậy thì thầy thấy, thầy mới nghiệm lại là thầy thấy là như cái tổ, chẳng hạn như cái tổ chức Build School Foundation của mình là một tổ chức đã được giấy phép hoạt động, rồi mình lại có một cái vision, là một cái tầm nhìn mình xây 100 cái trường, rồi mình lại có báo cáo mỗi năm là mình phải làm thuế, là mình phải nộp giấy tờ lên cho sở thuế bên đây để mình giữ được cái hoạt động. Cho nên thầy mới thấy, thầy mới hiểu được các em nói là mình có một cái vision, mình có một cái strategy, rồi mình có một cái tactic, rồi mình có cái accountability, right? Cái mà em nói là về cái transparency, accountability, mình phải report đời này đó. Thầy mới nghiệm ra, thầy thấy là đúng, thật sự là cho dù là tổ chức mình là một tổ chức thiện nguyện, nhưng mà mình cũng có một cái căn, cái nền, một nền tảng, một căn bản, và có một cái quy trình. Như vậy thì những người, không hẳn là những người muốn làm thiện nguyện tại Việt Nam, mà ngay cả những người ở Mỹ này, sống ở Mỹ này, mà mỗi lần coi những cái cảnh đó của những cái người celebrity, những người influencer mà động lòng mà cũng gửi tiền Việt Nam, thì em có những lời khuyên gì đối với những người đó khi mà họ muốn bỏ cái lòng và cái tâm để giúp đỡ như vậy? Là lời khuyên cho những cái người mà sẽ cho tiền cho các cho celeb tiền. Đúng không ạ? Đúng rồi, cho tiền. Yeah. Right. Thì nếu như mà em có một cái lời khuyên, một cái lời đề nghị dành cho những cái người, những cái anh chị mà có phát tâm và muốn đóng góp á, thì em nghĩ là cái phần cứu trợ nó có hai phần. Thứ nhất là phần cứu trợ, thì cứu trợ thì nó đòi hỏi phải nhanh, chứ một cái scandal vừa rồi nó liên quan tới cái việc là giữ cái tiền từ thiện rất là lâu nhưng mà lại không có làm cho nó nhanh, mà bản chất cứu trợ là phải nhanh. Đúng rồi. Thì đối với trường hợp mà cứu trợ như vậy thì tốt nhất là nên chọn một cái đơn vị mà có khả năng làm nhanh, tức là có thể lập tức là nhận cái đơn vị, nhận cái số tiền đó xong mà có thể ứng phó nhanh ngay lập tức để có thể cứu trợ cho những cái người đang gặp trong cái vùng lũ đó, được không ạ? Thì cái này là cái mà mình sẽ phải là phải đề nghị, tức là những cái đơn vị nào mà càng nhanh càng tốt để mình cứu trợ nhanh. Chứ còn nếu mà nhận nó xong rồi lại không có làm cái gì, nó gây ra một cái câu chuyện khác. Còn nếu như những cái người mà có một cái tâm thiện nguyện mà dài hạn hơn, tức là thuộc về cái chuyện là không phải là đợi tới lúc mà cái gì đó nó phải vỡ ra mới phải làm, thì cái câu chuyện nó từ thiện nó dài hạn hơn, thì trong trường hợp này hãy chọn những cái tổ chức mà có cái uy tín. Ở đây là người ta phải có, em hay chia sẻ là người ta, một cái tổ chức từ thiện nó phải có bốn cái chìa khóa, nó phải bốn cái chữ C để có thể mình tin tưởng, để mình gửi cái số tiền của mình vào, để tin tưởng cái hội từ thiện đó sẽ hoạt động. Thì chắc là em sẽ chia sẻ bốn cái chữ C này ha, thầy Thả. Thì cái chữ C thứ nhất đó chính là mình phải coi cái hội từ thiện này, cái compassion, tức là cái nhất định cái chữ C đầu tiên đó là cái chữ compassion, tức là họ phải có một cái sự từ bi. Và cái chữ compassion này nó có cái ý nghĩa là cái chữ passion nó dính với lại cái chữ come. Thì em đọc một cuốn sách nó có tên là cái chữ passion á, thì cái ý nghĩa cổ của nó là một cái con đường mà người ta sẵn sàng, người ta chịu đựng vì một cái lý tưởng trong sáng. Và cái chữ passion đó người ta mới dịch là đam mê, giống như là đam mê của Chúa Giêsu trên cái con đường đi truyền đạo á. Thì tức là đó, thì người ta, khi là người ta có đam mê thì đâu phải lúc nào người ta cũng vui đâu. Lúc mà em giảng dạy cũng mệt chứ, cũng phải làm nhiều việc chứ, nhưng mà lúc mình làm mình rất là đam mê, mình không có nghĩ tới chuyện là mình đang bị đói hay là mình bị lỗ hay là mình gì hết, thì mình rất là đam mê. Thì cái chữ come á, thì nó là chữ together, là chữ chung với nhau, thì nó mới nói là vậy thì khi mà tôi cùng chịu đựng cái nỗi đau của người khác, thì có nghĩa là mình nhìn thấy là một cái bạn nhỏ, bạn không có cái cơ hội được học tập, mà mình lại là cái người nhận được cái sự học tập, nó thay đổi bản thân. Nên là lý do em chọn Build School Foundation là vì như vậy, tức là mình nhận được cái sự thay đổi từ cái sự giáo dục, và mình thấy các bạn nhỏ không có cơ hội được đến trường, vậy thì mình muốn giúp đỡ cái bạn đó, mình cùng với cái bạn đó chịu đựng cái việc là bạn ấy không được đến trường. Thì lúc mà mình chịu đựng và mình giúp đỡ chung với họ thì nó mới ra cái nghĩa là chữ compassion và chữ từ bi, tức là chúng ta đi cùng với họ, hiểu cái nỗi đau của họ để chúng ta giúp cho họ có một cái tương lai nó sáng lạng hơn. Chính vì vậy cái chữ compassion ở đây là nó phải mang tính dài hạn, tức là chúng ta phải canh tới cái câu việc là liệu những cái gì mình làm có thật sự giúp người ta tốt hơn trong cuộc sống và tương lai hay không. Và rõ ràng giáo dục là một chuyện rất là hay, đúng không ạ? Chứ còn còn rất là nhiều hội từ thiện người ta làm tốt cái việc là đã cho đồ ăn thức uống là thuộc về vàng cứu trợ rồi, được không ạ? Nhưng mà em thích ở cái hội từ thiện dài hạn là phải thật sự giúp cho cái người đó thay đổi cái cuộc đời.
Okay. trong tương lai để họ nhận được cái giá trị giống như mình, thì nó mới ra được cái ý nghĩa của compassion, là cái chữ C đầu tiên mẹ muốn chia sẻ. Cái chữ thứ hai á, là cái chữ consistent. Dạ, consistent tức là rất là tập trung vào một cái tầm nhìn. Ví dụ em lấy ví dụ là Build School Foundation, cái tầm nhìn của một cái tổ chức của Build School Foundation là tập trung vào trẻ em vùng sâu vùng xa, tức là những cái nơi mà thuộc về vùng sâu vùng xa và những trẻ em ở đó không có cơ hội được đến trường, và nguyên cái quỹ của mình không có làm cái gì khác, không có phục vụ cho người lớn, cũng không có phục vụ cho xây nhà tình thương hay là không nhà, vì có những cái đơn vị khác người ta đã làm chuyên nghiệp cái phần này rồi, mình không cần thiết phải làm vào đó, mà mình đã có một cái tầm nhìn là mình muốn phục vụ cho trẻ em. Vậy thì tất cả những cái dự án mà Build School Foundation chỉ tập trung vào trẻ em mà thôi, và tập trung vào câu chuyện giáo dục. Vậy thì những cái gì liên quan tới giáo dục thì tổ chức của mình mới vào. Ví dụ là xây trường, xây cầu đường cho các em đi học, à, các cái dự án lâu lâu sẽ là các học bổng cho các em có cái cơ hội được đến trường. Và chỉ xoay quanh cái câu chuyện đó thôi. Và mình cũng phải nói rất rõ với lại cái người mạnh thường quân của mình là cái hội của mình đã truyền thông rất là rõ là tầm nhìn là xây 100 trường cho trẻ em vùng sâu vùng xa, tập trung vào trẻ em, tập trung vào các giá trị, và tập trung vào cái việc là xây một ngôi trường thì để lại một di sản. Tức là mình xây một cái ngôi trường thì mình làm ba việc, đó là mình xây ở đó thì mình giúp người dân xung quanh người ta có công ăn việc làm. Mình tập trung vào đối tượng của mình là trẻ em, vì trẻ em nhận cái sự giáo dục thì sẽ thay đổi được cái tương lai, vì thế giới này nó thuộc vào thế hệ trẻ. Và cái thứ ba là mình giúp cho cái người lớn để lại một cái di sản, rằng là họ đã để làm cái gì đó nó dài hạn hơn, nó tốt hơn. Thì rồi, cái chữ consistent là em muốn chia sẻ về cái điều này, là phải có một cái straight line, một cái đường thẳng, và mình sẽ không làm cái gì mà ngoài hai cái điều này. Chứ không, cái thứ ba. Dạ, cái thứ ba đó chính là chữ clarify, là sự rõ ràng. Sự rõ ràng thì cái này em nói là nó rõ ràng về mọi thứ, tức là khi người ta muốn tìm tới Build School Foundation là người ta sẽ có thông tin rõ ràng. Những cái dự án mình làm sẽ được ghi nhận lại rõ ràng, mình đã phân ở đâu, bao nhiêu, và những cái người đã đóng góp là họ đã đóng góp vào cái ngôi trường nào. Ví dụ là họ đã donate vào, họ đã ủng hộ vào ngôi trường này, mình đã nhận là ngôi trường này, thì mình sẽ làm rõ ràng cái chuyện này đối với lại cái nơi mà mình xây luôn. Và cái số tiền mình đóng góp là mình cũng làm tất cả mọi thứ, là cái tài chính của mình nó phải rõ ràng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, không có bị nhầm lẫn cái chỗ nào, mà mình phải làm cái điều đó ngay từ đầu, và mình dễ dàng mình có thể tìm được cái thông tin đó trên cái trang web chính thống, được không ạ? Nên là Build School Foundation, nên là nhiều người có hỏi em là ví dụ như em chia sẻ là hội của mình, hội Build School Foundation đã xây ra tới bây giờ là 90 công trình giáo dục, thì họ sẽ hỏi là ủa có thật sự là như vậy không, hay là anh nói với tôi con số nhưng mà anh make up cái con số đó, là anh làm ra con số đó thôi. Đúng. Thì lập tức là em đã có thể đưa ra được là cái trang web của mình. Đúng. Là từ trên xuống dưới họ có thể search bất kỳ một cái dự án nào của mình đã làm cái gì, bao nhiêu, với ai là cái người chủ nhiệm, và mình để lại cái gì, hoặc là có những cái câu hỏi mà liên quan tới xây trường như thế nào thì mình cũng có cái Q&A rất là rõ. Thì cái clarify, được không ạ? Và cái người ủng hộ người ta cũng sẽ yên tâm rằng tiền của mình đang phục vụ cho cái việc đó, được không ạ? Okay. Và họ cũng yên tâm rằng là đi tới nơi, thì đó là clarify. Okay. Đó là chữ C. Rồi. Dạ. Bốn. Và cái chữ C cuối cùng đó chính là commitment, là cam kết. Cam kết tức là cam kết giữa Build School Foundation hay một cái hội tình nguyện nào đó với lại cái người ủng hộ, là mình cam kết là số tiền của anh ủng hộ cho tôi sẽ đi vào đúng cái mục đích, chứ nó không có đi vòng vòng, nó không đi liên quan gì cả, được không ạ? Rồi cái thứ hai là giữa hội của mình với cái đơn vị cần được hỗ trợ, tức là cái nơi cần được hỗ trợ, là mình đã hứa với họ là mình sẽ ủng hộ họ, thì mình sẽ làm mọi thứ để mình có thể ủng hộ họ. Ví dụ như mình hứa một cái trường, tôi sẽ xây cho anh, đây là 9 cái máy tính nè, đây là một cái trường, đây là một cái cầu, thì mình sẽ phải dùng cái nội lực của mình để mình gây cái quỹ, được không ạ? Để mình commit, mình cam kết với cái nơi đó là sẽ đến nơi, được không ạ? Và ngược lại mình cũng đòi hỏi là cái đơn vị cung cấp của mình cũng phải cam kết với mình.
cam kết với mình để làm điều gì. Họ phải cam kết rằng là nếu như họ đã nói xây cái trường và họ đã xin xây cái trường thì họ phải cam kết rằng cái số tiền của mình ủng hộ cho họ phải được dùng đúng mục đích, phải được xây lên cái trường và phải chứng minh là cái trường nó đã được xây xong bằng là để một cái bảng lên, một cái banner lên là Build School Leave the Legacy, để cho nó đúng với lại cái thông điệp của Build School, và phải để tên cái người đã ủng hộ vào trong cái ngôi trường đó, và họ phải commit như vậy. Vì nếu họ không commit như vậy thì mình sẽ không làm việc với họ. Yeah. Được không ạ? Tại vì thì như vậy thì cái commit mà cái cam kết nó sẽ đi hai chiều, được không ạ? Chiều từ người ủng hộ tới mình tới cái người support, và người support ủng hộ mình, để mình có thể giữ được cam kết với lại cái người mà ủng hộ mình là đây là cái trường tôi đã xây xong nè. Yeah. Được không? Thì đó là bốn cái chữ C mà em mong muốn là một cái anh chị nào đó phát tâm mà muốn ủng hộ một cái sứ mệnh nào đó, một phụng sự một cái người nghèo khổ nào đó, thì có thể lựa chọn một cái đơn vị chuyên nghiệp, hoặc là chính bạn sẽ là người xét ra cái đơn vị chuyên nghiệp. Đúng đó rồi. Thì có bốn cái chữ C này hay lập ra một cái tổ chức thiện nguyện mà sẽ không gặp những cái đúng rồi thầy rất là thích cái bốn chữ C mà Phim vừa mới chia sẻ với tất cả mọi người, là cái compassion, cái consistent, cái clarify, hay là nó chắc là cái clarity, và cuối cùng là cái commitment. Commitment thì cái chữ commitment là cái điều mà thầy muốn hỏi Phim một câu hỏi cuối ngày hôm nay, đó là cái vấn đề làm thiện nguyện mà giống như em vừa mới trình bày vậy, đó là nó cũng khá là phức tạp, cho nên có những người mà thật sự muốn làm nhưng họ có thể không có được cái commitment để mà làm lâu dài như vậy. Tại vì khi làm thiện nguyện giống như em chia sẻ, nó rất là khó khăn và nó cũng có nhiều lời qua tiếng lại đồ này nọ. Như vậy thì theo em có cái lời chia sẻ nào đối với những bạn muốn làm thiện nguyện, muốn đóng góp, hay là muốn lập ra một cái tổ chức thiện nguyện vì họ cảm thấy là chưa có một cái tổ chức thiện nguyện nào ngoài đó đứng theo làm được cái sứ mạng mà họ muốn, thì em qua 6 năm làm việc với tổ chức Build School Foundation hay là những cái chương trình khác mà em đã ủng hộ khi mà em còn là sinh viên, thì em có cái lời khuyên nào cho những bạn làm thiện nguyện hay là muốn bước vào con đường làm thiện nguyện và sẽ gặp những khó khăn, sẽ gặp những cái trở ngại và sẽ nghe qua lời qua tiếng lại, thì cái lời khuyên của em là trong trường hợp như vậy thì bạn đó phải suy nghĩ thế nào, hay là có những cái hành động cụ thể nào mà em có thể giúp cho bạn? Vì thầy nghĩ là trong vòng 5-6 năm qua em chắc cũng có lợi nhuốc, em rất là nản lòng với cái làm việc, cái tâm huyết em làm thiện nguyện, em cũng có những cái nản lòng. Thì những cái trường hợp mà em gặp những cái chuyện như vậy, thì em khuyên những cái người bạn trẻ hay là những cái người bạn chung chung là họ nên suy nghĩ gì để mà vượt qua được cái nỗi niềm đó? Thì làm bất kỳ một cái việc gì thì đúng như thầy nói, thì nó sẽ gặp rất là nhiều các cái struggle, những cái khó khăn, những cái thử thách. Và ngay cả việc thiện nguyện nó cũng là cái chuyện mà cũng là như vậy. Và bản thân em đã nếm trải cái chuyện này rồi. Và nhiều lúc mình cũng rất là đau đớn với nó. Thì em cũng để dẫn vô cái câu chuyện này, thì em kể cái câu chuyện là tại sao em đến với lại cái hội từ thiện của mình. Tại vì em là một cái người bị tai nạn giao thông, và em đã đối mặt với cái chết rồi. Và lúc đó em là cái người quay được là cái người được lựa chọn để được sống tiếp. Thì lúc đó cái câu nói của em nó xuất hiện, đó chính là nếu như mình chọn để sống thì mình phải làm một cái thứ gì đó có giá trị, được không ạ? Thì lúc đó nó mới cho em có cái cơ hội là em sẵn sàng bỏ từ chạy từ Vũng Tàu 200 cây số để trở về thành phố Hồ Chí Minh để gặp một cái buổi diễn thuyết của thầy nói về câu chuyện xây trường, và em cũng xin thầy là được phép cho mình đi cùng với thầy xuống dưới cái nơi đó để tận mắt coi vô, để nó động lên cái compassion của mình, cái thực sự cái đam mê trong cái việc mình đi làm thiện nguyện, cái sự từ bi của cái lòng bác ái thật sự đó touch vào mình. Và đó là lúc đó là em mới tự nói với mình là mình muốn làm cái chuyện này, và mình cũng cam kết với nó luôn, lại một lần nữa là cái sự cam kết. Là ngay từ lúc đi mà em đã nói là em sẽ cam kết cho đến khi cái vision 100, 100 cái trường của mình nó thành công. Nên lúc đó nó phải bắt đầu từ một cái cam kết, được không ạ? Nó có cái compassion rồi và cũng phải có một cái cam kết nữa. Đúng rồi. Rồi, trong cái quá trình mình làm á, nó sẽ gặp nhiều cái chuyện khó khăn. Thì trong lúc đó em mới nghĩ một cái chuyện rất là đơn giản, đó chính là thực sự thì nếu như mà ngày mai mình mất đi, giống như mình quay lại với cái thời điểm đó, thì liệu mình có sợ cái điều đó hay không?
Hay là mình sẽ sẵn sàng mình vẫn làm giống như là kiểu như là mình đã tạo được giá trị thì mình sẵn sàng mình sẽ làm cái chuyện đó. Và em cũng nghĩ một cái chàm thử nghiệm nó còn ngoài ngoài cái việc mà nó cho mình cái lòng từ bi, nó cho mình cái sự commitment, mình nó còn là cái training nữa, nó còn là một cái huấn luyện đào tạo cho chính bản thân mình. Thì em cũng nghĩ rằng là ok, thì mình làm một cái chuyện này, mình đang giữ cái vai trò là một leader, và một cái người lãnh đạo thì nó không thể nằm trong cái thời mình được, nó phải là trên đe dưới búa, nó phải có những cái khó khăn, thì lúc đó mình mới phát huy được cái năng lực của mình để giải quyết vấn đề. Thì lúc đó mình mới xây dựng cho mình một cái mental toughness, tức là cái gọi là tinh thần bất khuất, cái sự dũng cảm để mình có thể đấu tranh vào cái điều đúng, và lúc đó mình mới phát triển tất cả các năng lực để mình có thể vượt qua các khó khăn trong cuộc sống, và vô tình nó lại trở thành một cái phiên huấn luyện cho mình trở nên vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn trong cái cuộc sống của mình. Và một cái điều thứ hai đó chính là mình sẽ biết rõ rằng mình đi kiếm tiền để làm cái gì. Mình đi kiếm tiền là phục vụ cho bản thân mình nó tốt, nhưng mà mình sẽ ngủ rất là ngon khi mình biết là mình đi kiếm tiền mà mình có thể phụng sự cho người khác nữa. Mình có thể chia sẻ cho người khác, mình có thể giúp người khác lan tỏa cái thông điệp của mình, thì tối mình ngủ rất là À, thẳng là chân. này tối ngủ và nằm thẳng và ngủ thẳng cẳng cẳng đó. Dạ. đó Và một cái đúng thứ dạ không? Còn một cái lời khuyên thứ ba đó chính là cái xây dựng một cái gọi là cái good karma, tức là cái nghiệp mà nó tốt cho chính bản thân của mình và cho người khác. Vì nếu như mình làm cái chuyện này á, thì ví dụ như là học trò của mình người ta thấy thì nó cũng sẽ xây dựng lên cái tinh thần phụng sự. Và em đã làm cái em nghĩ là rất là nhiều bạn đã đi với Build School Foundation là vì họ thấy em làm. Còn nếu như em nghĩ em đang đứng ở cái vai trò training, em đang nói như vậy nhưng mà cuối cùng mình không có nói được chứ mình không có làm được, thì nó làm được cái gì hết trơn á. Mình phải chứng minh cho người ta biết là à, mình đang làm đây nè, mình thật sự mình đang làm đây nè, và họ tin mình và họ mới đi theo mình, và họ họ cùng họ chung tay họ thay đổi cái lớn, cái bức tranh lớn, được, một cái bức tranh lớn về giáo dục. Thì đó là mình sẽ xây dựng một cái nghiệp cho nó tốt cho cả bản thân mình và lẫn cho người khác luôn, và lẫn ra cho người luôn. Thì cuối cùng nó cũng sẽ quay lại với lại cái ba cái câu hỏi. Là cái thứ nhất đó là luôn luôn đó là nghĩ về cái cause and effect, được không ạ? Luôn luôn nghĩ về cái cause and effect, Nhân được quả không? được, Cái nhân quả, được không ạ? Tức là những cái gì mình làm ngày hôm nay nó sẽ tạo ra cái gì đó cho tương lai, đúng rồi. được không ạ? Thì nếu như bây giờ mình bỏ cuộc thì nó sẽ dẫn tới cái chuyện gì, rồi nếu như bây giờ mà mình tiếp tục mình chiến đấu thì nó sẽ giúp cho mình gì ở tương lai đó. Thì em rất là thích cái cause and effect này, nên là mỗi lần mà các bạn mà gặp khó khăn á thì hãy nó có hai chuyện, tức là hãy nhớ lại cái lý do mà mình bắt đầu để mình có động lực. Tại em luôn luôn nhớ lại cái việc là nếu như mà hôm ngày hôm đó thì có thể em sẽ mất đi, nó thể mất đi, và mình sẽ rất là tiếc là tại sao mình không làm những cái chuyện đó, mình không vượt qua được những cái chuyện đó, được không ạ? Lý do mình bắt đầu thì lý do em bắt đầu là em đã kể rồi, đó là ngày mai mình không biết chuyện gì xảy ra, đời nó vô thường lắm, và mình vẫn có thể vui ngày hôm nay là mình vẫn đang phụng sự những cái người khác. Cái tiếp theo đó chính là cái cause and effect, là nếu như mình ngay ngày hôm nay mình bỏ cuộc thì chuyện gì nó xảy ra sau 10 năm, mình sẽ chứng minh được cái điều gì, mình sẽ làm được cái điều gì, và cả nếu như bây giờ mình vượt qua được thì nó sẽ giúp cho mình được cái gì trong tương lai. Thì đó là cái mà em sẽ có thể chia sẻ và khuyên người khác, khuyên cái người mà định tham dự cái của mình. Rồi, thật thật là tuyệt vời. À, quý vị khán giả của đài VNTV có thể là không thể nào ngờ được là một anh chàng chỉ mới ngoài 30 thôi, rất là trẻ, mà đã có cái tâm, đã có cái tầm và đã có những cái sự trải nghiệm rất là thực tế, giống như là Jimmy tuổi đời ngoài 50, gần 60 chắc cũng không có nhiều kinh nghiệm được như vậy. Thì để tóm tắt lại những cái sự chia sẻ của Khiêm, thì khi mà mình làm thiện nguyện, cho dù là làm thiện nguyện tại Việt Nam hay là quý vị ở Mỹ này muốn gửi tiền về giúp những cái tổ chức thiện nguyện tại Việt Nam, thì cái ba cái điều là bạn Khiêm chia sẻ mà Jimmy Thái xin được tóm tắt lại là: thứ nhất là cái vấn đề làm thiện nguyện á, mình nên nghĩ đây là chỉ vấn đề ngắn hạn, cứu trợ, hay là mình muốn suy nghĩ về những cái vấn đề lâu dài và đầu tư vào những cái thế hệ trẻ. Và dĩ nhiên là quý vị biết là thầy trò của hai chúng tôi là đã chọn cái con đường nào rồi. Thứ hai mà Khiêm chia sẻ là cái commitment, tức là
mình phải có một cái sự cam kết trong đó, vì làm thiện nguyện thì nó cũng sẽ rất là lâu dài, nhất là bạn đầu tư vào giáo dục và đầu tư vào trẻ em thì nhiều khi 10 năm, 15 năm sau bạn mới có cái kết quả, bạn mới biết được cái thành quả mình làm được hay không. Và cái cuối cùng là trong những bạn trẻ nào muốn làm thiện nguyện hay là những người nào đang làm thiện nguyện mà gặp những sự khó khăn và cảm thấy là mình rất là nản và muốn bỏ cuộc, thì Khiêm cũng chia sẻ những cái nỗi niềm uất ức và những cái sự khó khăn bạn đã từng trải qua. Và đó là cái vấn đề làm sao mình tạo ra một cái động lực, một cái mental toughness, một cái tinh thần chiến đấu tới cùng. Tại vì đó là cái đam mê của mình, đó là những cái hoài bão mình muốn chia sẻ với những người bất hạnh hơn mình, thì mình không nên bỏ cuộc, vì mình biết trước là cái đường đi mình nó sẽ rất là vất vả. Và mình đã biết như vậy thôi, mình chuẩn bị cái hành trang đó về cái tư duy của mình để sẵn sàng lao vào. Và đó là ba cái điều mà Jimmy cảm thấy là rất là hay mà Jimmy có cơ hội tóm tắt với quý vị ngày hôm nay. Thì chương trình của mình đến đây là Jimmy xin tạm dừng lại, và hy vọng là mình sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Và cái chủ đề tuần tới mà chúng ta chia sẻ với quý vị đó là những người single mom. Những người single mom thì cuộc sống của những người single mom, tức là chỉ có một mình người mẹ mà nuôi con, thì nó khó khăn như thế nào mà mình có thể vượt qua được những cái trở ngại đó để mình nuôi con mình nên người, nuôi con mình thành công. Và hoặc là một cái chủ đề khác nữa là Jimmy đang chuẩn bị mời những khán giả, những người khách lên đây chia sẻ với quý vị, đó là cái chủ đề làm sao mà khởi nghiệp tại Hoa Kỳ. Đó là chẳng hạn như muốn mở một cái tiệm nail, hay là muốn mở một cái văn phòng bảo hiểm, hay muốn mở một cái gì đó, thì khởi nghiệp tại Hoa Kỳ mình cần phải có những cái gì. Và những cái vị khách này rất là trẻ, đã từng trải nghiệm và họ đã gặp vất vả và họ khó khăn như thế nào. Đó là những cái chương trình mà Jimmy Thái qua cái sự cộng tác với VNTV, Street Talk with Jimmy Thái sẽ đem với quý vị trong chương trình những tuần lễ kế tiếp. Và như vậy thì Jimmy Thái xin ghi nhận cái lòng và rất là biết ơn cái sự lắng nghe của quý vị và theo dõi chương trình của chúng ta trong thời gian qua. Một lần nữa, thầy rất là cảm ơn Khiêm đã bỏ thời giờ dậy rất là sớm ở Việt Nam để đến với VNTV và chương trình Straight Talk with Jimmy Thái. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chào quý vị. Thank you.